trực tiếp hôn lễ Dương Đình Trí Thanh Ngân. Đám cưới của hai người đã được tổ chức tại Mỹ vào 25 tháng 4 với sự chia vui của rất đông các nghệ sĩ hải ngoại. Quang Lê Thu Phương, Nhã Phương, bạn của chú rể, đã cất công bay sang chúc mừng đôi uyên ương này. Sắp tới, đám cưới sẽ được tổ chức tại khách sạn Melia, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh đám cưới tại Mỹ bộ đôi được yêu mến một thời của sân khấu ca nhạc hát chung sau 5 năm xa cách. Dương Đình Thanh Ngân tổ chức một đám cưới hoành tráng để chào đón khách mời. Thanh Ngân là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trong suốt nhiều năm qua. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng vẻ ngoài tươi trẻ, giọng hát ấm áp. Dương Đình Chí vào nghề khá muộn sau khoảng thời gian đi du học và tốt nghiệp hai ngành đại học tại Úc anh về nước theo đuổi nghề hát với dòng nhạc bolero và dân ca quê hương. Dương Đình Chí còn thành công với bản hit miền Tây quê tui và thành lập ra chương trình nghệ thuật bước chân hai thế hệ suốt 10 năm qua. Anh vừa là nhà sản xuất, đạo diễn và ca sĩ chính của chương trình này. Trước đó, những ca khúc song ca của Thanh Ngân, Dương Đình Chí được công chúng đón nhận mạnh mẽ. Có thể kể đến gõ cửa trái tim, đính ước, cô dâu miền Tây. Chuyện tình Mỹ Lan, không giờ rồi, sông quê. Chính sự kết hợp tình cảm, nồng nàn trên sân khấu khiến bộ đôi bị đồn có tình cảm thật ngoài đời. Trên mạng xã hội còn dâm gian thông tin Dương Đình Trí sẽ cưới Thanh Ngân làm vợ. Tuy nhiên hai ca sĩ chưa một lần lên tiếng về điều này. Dương Đình Trí cho biết, đối với tôi, Thanh Ngân có một vị trí rất đặc biệt. Từ những dung cảm trên sân khấu đến những câu chuyện đời chúng tôi thấu hiểu nhau. Việc đứt gánh giữa đường suốt 5 năm không ai mong muốn nhưng nó là duyên số, cả hai đành chấp nhận. Lần trở lại này, biết đâu đấy là cái duyên kết nối để tôi và Thanh Ngân có tiến triển tốt đẹp hơn như khán giả mong đợi. Sau khoảng thời gian vắng bóng, chương trình đánh dấu sự trở lại của Thanh Ngân chính là ở bước chân hai thế hệ của Dương Đình Trí. Thanh Ngân khiến khán giả bất ngờ khi chị cùng nam ca sĩ thường xuất hiện bên nhau trên sân khấu tân nhạc nhất là các chuyến lưu diễn ở hải ngoại, đều mang chất giọng ngọt ngào, thanh ngân Dương Đình Trí hòa quyện ăn ý trong từng nhạc phẩm. Dương Đình Trí tâm sự, hát với thanh ngân anh cảm thấy rất tâm đắc dù trước đó từng hát cặp với khá nhiều nữ ca sĩ. Hát nhạc chữ tình, nhất là với những ca khúc quá quen thuộc với khán giả, chỉ cần lên gân một chút thôi là cảm xúc bị lạc lõng. Tôi và Thanh Ngân may mắn đều hiểu ý nhau hiểu cảm xúc của nhau, yêu sự nhẹ nhàng mà sâu lắng của nhạc, trữ tình nên cứ hát chung là được khán giả ủng hộ. Thanh Ngân là thế hệ thứ tư trong gia đình có bốn đời theo nghệ thuật. Ngoài Thanh Ngân thành công trong bộ môn cải lương, gia đình cổ cồn có ba cô con gái khác đều thành công trong các lĩnh vực ca hát, diễn xuất, đều là A Thanh Hằng, Ngân Quỳnh và Thanh Ngọc. Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật nên từ nhỏ, Thanh Ngân đã đứng trên sân khấu cải lương khắp mọi vùng miền. Lớn lên, Thanh Ngân có nét đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ giọng ca truyền cảm được di truyền qua bốn thế hệ nên sớm được khán giả biết đến. Cô được khán giả xếp vào hàng những cô đào tài sắc vẹn toàn bậc nhất giới cải lương. Ca sĩ Dương Đình Trí sinh năm 1979 là con trai thứ hai của nghệ sĩ Lệ Thủy. Hiện, anh là một gương mặt rất quen thuộc với khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương và bolero. Anh bước vào làng ca hát khá muộn, lại muốn tự thân vận động, không dựa dẫm vào tên tuổi của mẹ để mưu cầu sự nổi tiếng nên những bước đi của Trí khá chậm. Nhưng chắc, Dương Đình Trí từng tốt nghiệp đại học tại Úc với hai bằng về ngoại thương và kiểm toán. Tuy nhiên, vì đam mê nghệ thuật, anh đã quyết định từ bỏ công việc văn phòng nhàn nhã lương cao để về Việt Nam mới về nước có giai đoạn dương đình trí cùng lúc đi trên hai con đường ban ngày là công chức văn phòng chỉn chu ban đêm đi hát tại các phòng trà tụ điểm thậm chí chăm chỉ chạy sâu tỉnh và về nhà vào lúc nửa đêm cuối cùng anh quyết định tập trung thực hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình dương đình trí cho biết anh thừa hưởng ở cha máu kinh doanh và ở mẹ máu nghệ thuật chọn ngành kiểm toán Ban đầu anh cũng rất yêu thích nhưng cuối cùng lại quyết đi theo con đường ca hát bởi nghệ thuật chỉ có một khoảng thời gian ngắn trong cuộc đời để theo đuổi. Còn ngành kiểm toán thì lúc nào cũng có thể quay lại vì đã có nền tảng học vấn vững chắc. Mất 7 năm du học ở Úc rồi đột nhiên bỏ ngang để theo nghiệp diễn lắm chuân chuyên. Hỏi anh có hối tiếc không? Nam ca sĩ thẳng thắn, chí không hề thấy hối tiếc về quyết định của mình được ở bên gia đình và sống với đam mê, được khán giả yêu thương, đó là điều may mắn không dễ gì có thể đánh đổi. Với sự hỗ trợ của mẹ, Dương Đình Chí dồn tâm huyết vào chuỗi dự án Bước chân hai thế hệ. Chương trình do Dương Đình Chí làm nhà sản xuất kiêm hai vai trò đạo diễn và ca sĩ đang là một thương hiệu chuỗi chương trình ca vũ nhạc kịch được khán giả hải ngoại lẫn trong nước rất yêu mến, mong chờ. Đó là nhờ chương trình được dàn dựng rất công phu hoành tráng, nội dung luôn mới lạ, hấp dẫn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.